Xin chào các bạn, tiếp theo cái phần mà ADC trong cái việc điều khiển cái tem 32F103C8 á, thì mình sẽ đi vào bài số 2, mình viết chương trình đọc giá trị ADC1 nè, ở cái kênh thứ nhất á, và mình hiển thị giá trị đọc được lên LCD 16x2 kỹ giao tiếp là 4 bit. Thì ở đây mình cũng có sơ đồ kết nối với LCD 16x2 nè. Rồi ở đây mình có là cái kết nối ADC kênh thứ 0 và kênh thứ nhất của ADC1. Thì đối với cái kênh thứ 0 các bạn, mình sẽ nối với là M35 và cảm biến nhiệt độ nè. Còn đối với kênh thứ nhất thì mình sẽ nối với là biến trở, thì mình sẽ chỉnh cái biến trở này có cái điện áp thay đổi là từ 0 cho đến là 3V để là vi điều khiển mình đọc vào. Thì đối với bài này thì mình sẽ đọc cái ADC ngõ vào của mình là kênh thứ nhất. Rồi ở đây mình cũng có sơ đồ kết nối với vi điều khiển ở TM32 nè. Thì sau đây mình sẽ đi vào phần viết code và nạp code cho kit lập trình của mình. Thì các bạn vào phần số 7 nè, mình sẽ mở cái bài 2 này lên. Mình sẽ mở cái reset cái bài 2 này lên. Thì khi mà giao tiếp với ADC các bạn, thì bạn phải add cái thư viện ADC trong vi điều khiển ở TM32 ra. Thì bạn add bằng cách nào? Thì bạn vào cái biểu tượng này nè. Bạn bấm chuột trái vào. Rồi bạn chọn cái chỗ mà device nè. Rồi cái chỗ mà thư viện chuẩn nè. Đó, thì bạn check vào cái chỗ mà ADC nha. Thì mình giao tiếp với ADC mới được. Thì mình lấy cái thư viện của ADC ra mình sử dụng á. Rồi đi vào cái ADC.h nè. Mình ở đây mình viết hai cái hàm là thiết lập ADC và đọc giá trị ADC về. Thì trong cái ADC.c với bạn, bạn gọi lại là ADC.h và cái main.h của mình nè. Rồi là bạn thiết lập cái chuyển đổi ADC của mình nè. Đó. Thì ở đây mình có giải thích là cái chức năng của cái từng lệnh và từng hàm. Thì các bạn có thể tham khảo ở đây. Rồi ở đây là cái hàm mà chuyển đổi giá trị. Thì hàm này sẽ trả về cái giá trị là ADC. Ở cái kênh là thứ nhất nè bạn, đây mình chọn kênh nè. Đó. Thì mình sẽ trả về cái giá trị đọc được ở cái kênh thứ nhất á, là giá trị ADC 16 bit. Rồi đối với những cái mà LCD nè, rồi GPIO nè và delay là ở cái phần mà LCD mình đã giải thích rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái main.c. Thì ở đầu tiên bạn cũng là gọi lại cái hàm thiết lập delay nè, thiết lập cái ngõ IO nè. Thì còn một cái nữa các bạn là chỗ mà cái hàm mà thiết lập IO á. Còn một cái bạn ở chỗ cái hàm mà thiết lập cái ngõ vào ga nè. Ở trong cái GPIO.c nè. Đó thì mình có cái thêm cái chỗ mà mình khai báo cái ngõ đọc vào ADC của mình nha các bạn. Thì là mình đọc vào cái chân là BA1 á. Thì mình khai báo cái chân BA1 của mình là cái ngõ vào ADC. Đó thì ADC của mình ở đây nè các bạn. Là cái BA1 nè các bạn. Thì cái ADC ở cái kênh thứ nhất của mình là BA1 nè. Đó thì ADC1 đây. Thì mình khai báo cái chân BA1 của mình là cái ngõ vào kiểu đọc ADC. Rồi là bạn tắt cái chế độ nạp di táp đi nè. Rồi là gọi là cái hàm khai báo LCD. Rồi là gọi là cái hàm thiết lập chuyển đổi ADC nè. Rồi là mình hiển thị cái chuỗi. Rồi vào cái while là mình có một cái biến để mình đọc cái giá trị mà trả về nè. Thì cái biến này là 16 bit do cái giá trị ADC mình là 12 bit các bạn. Nên là bạn phải khai báo cái biến mình là 16 bit nè. Rồi sau khi đọc mà chuyển đổi xong thì mình hiện giá trị đó lên LCD. Rồi mình biên dịch. Rồi sau khi biên dịch nó không có lỗi các bạn. Rồi các bạn mở cái phần mềm nạp code lên. Rồi mình sẽ tiến hành nạp code cho cái kit lập trình của mình. Đó, bây giờ các bạn thấy là cái giá trị ADC của mình nó đọc về các bạn. Thì ở đây nè bạn, mình có con biến trở đi, mình chỉnh giá trị ADC nè. Thì các bạn dùng cái tuvix á, các bạn chỉnh cái điện áp này sẽ thay đổi.